Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Segui đây. Và trong trận đấu ngày hôm nay, hiện tại các form bài của mình đang có đó chính là ba đề Maesa, hai Kang Trường với Bobby nè, Gelio, Maokai, Kayle 2 sao nha mọi người. Và tướng đam chính của mình đang có đó chính là Kayle 2 sao, đang cầm hai cái trang bị lớn nha. Một cái là cuồng đao, một cái là cái ánh sáng nha mọi người, có được từ trang bị của đề Maesa nha. Và hiện tại là từ đầu game bắt tận bây giờ là mình cũng đang đếp được một cái lượng máu phải gọi là cực kỳ ổn luôn, khi mà đang chủ thắng 3 trận liên tục rồi và đang còn tận 96 máu nha. Ây da, gặp ngay đúng cái hôm này FK à. Ảo thật đấy anh em ơi. Thôi, bán Bobby nha anh em ơi. Tích được 40 vàng đi. Chứ bây giờ để 39 vàng như này thấy ngưỡng mắt quá anh em ơi. Mặc dù là mình cũng đang rất là muốn nuôi Bobby 3 sao cũng như là Kayle 3 sao luôn á, nhưng mà tiền mà mọi người ơi, phải tích cho đủ thôi. Ông top 1 vẫn đây là 100 máu nào. Úi giời. Vẫn thắng luôn kìa. Đếp máu kinh thế. Lúc đầu game mình thua đúng một trận nha mọi người ơi. Khá là tiếc luôn á. Chứ nếu như mà thắng luôn thì mình cũng đang được một chủ thắng 6 trận luôn rồi. Rồi, để cùng xem từ cái lõi thứ hai nào, nó ra cho mình cái gì đây. Lõi bạc, thưởng huấn luyện, ý chí bất khuất và vé hạng đồng mà. Cái vé hạng đồng này khá là ngon nha. Sau mỗi lần sau 4 lần làm lại cửa hàng được một cái lần rồi miễn phí. Khá là ổn luôn á chứ. Lấy luôn đi anh em ơi. Nếu như mọi người chưa biết á, thì cái lõi vé hạng đồng này á, đang có tận 3 cái lõi khác nhau nha. Một lõi á, là lõi kim cương, với chúng thưởng một lõi á, là lõi vàng nha mọi người á. Và cái thứ ba lõi bạc của mình đang chơi nè. Khá là ảo luôn anh em ơi. Level 5, tỷ lệ 2% nó ra cho mình là lúc luôn nè. Và mình vẫn đang chơi sẵn một cái form bài đề Maesa luôn nè mọi người á. Khá là ngon luôn á chứ. Ê, tính ra trận này là mình roll hơi bị hên luôn á nha. Kayle 8 con, Bobby 5 con, Galio 5 con, có Garen, có Luke, có Sona ở tầm level 5 hết luôn rồi. Ác thật sự. Hôm nay là chơi một cái form bài đề Maesa, có Azi, cái 6, Taylia cũng như là các Sofa 2 sao. Mình thắng được, mình thắng được. Hôm nay thì hơi yếu, hôm nay thì hơi yếu, Kayle nó quạt được nha. Mình đang chết sơ qua thử trận này á, là có ai đang chơi đề Maesa hay không nè. Còn 7 ông nha mọi người á, tại vì một ông kia là ổng đầu hàng rồi. 7 ông thì mình đang chết sơ qua thì có mình thôi anh em ơi, có đúng một mình nha, đang chơi một cái form bài đề Maesa. Nên mình cũng đang khá là muốn làm một cái ý tưởng á. Mọi người đưa ra yêu cầu cho mình làm, đó chính là giác vàng cái hệ đề Maesa này nha mọi người á. Từ tướng 1 vàng, 2 vàng, tới tướng 3 vàng và tướng 4 vàng nha. Và nó dễ á, tại vì nó không có tướng 5 vàng nha mọi người á. Chứ nếu như mà giác vàng một cái form bài mà tộc hệ đó mà cái tướng 1 vàng rải rác tới tướng 5 vàng á thì rất là khó, hầu như là không thể nào mà làm được luôn á anh em ơi. Nhưng mà tại vì cái hệ đề Maesa này á, nó có tướng 1 vàng, 2 vàng, 3 vàng và chỉ là 4 vàng thôi nha. Nhưng mà 4 vàng á là có hai con. Nên mình cũng đang muốn làm thử đây. Kayle, Bobby là tướng 1 vàng nè, Galio tướng 2 vàng nè, đề Maesa rồi Sona là tướng 3 vàng nha, và tướng 4 vàng là Yavan với lại là con Luke nha mọi người. Và lúc đầu game á là mình cũng đang có được một cái lô vàng cũng khá là ngon, đó chính là khu giao dịch tơ. Nó cho mình một cái lần đổ làm miễn phí mỗi trận và kết hợp đi chung với một cái loại vé hạng đồng kia, nên mình cũng đang có một cái cơ hội là có thể dắt vàng được tướng đề Maesa này. Và cái quan trọng hơn hết đó là từ đầu game tới tận bây giờ luôn, nó cũng ra cho mình khá là nhiều tướng đề Maesa luôn á chứ. Mà hơi xui, mất luôn cái chuỗi thắng rồi em ơi. Cái chuỗi thắng này nó sẽ giúp cho mình có được một lượng tiền lãi rất là ổn luôn mỗi trận, nhưng mà mất rồi biết sao giờ. Có Yavan nè, có nước mắt các kiểu, có kiếm bếp luôn à. Yavan của tôi nãy xứ lụm được luôn, level 5 có Yavan với lại là có Luke luôn ở đây mà. Ảo vãi. Ảo thật sự luôn á, level 5 có Yavan và Luke luôn nè. Cái này được khá là dễ chơi rồi. Mình cũng đang muốn Ron kiếm được Kayle với lại Bobby 3 sao trước nha. Xong rồi lên level 6 sau. Đấy ôi, Kayle 3 sao. Thang Yavan vào luôn nha anh em ơi. Hay là mình up lên luôn level 6 ta. Tại vì level 6 rồi tỷ lệ Ron tướng 2 vàng với lại nó tướng 1 vàng đó, nó cũng chia đều ra cho nhau. Đấy, khó chọn phớt đó anh em à. Nhưng mà cứ lắp đồ cho Luke với lại là Kayle trước cái đã nha. Tại vì mình phải đếp được máu á để mà mình roll tới chết ở tầm level 5, level 6 như thế này. Thôi, chắc là mình sẽ tích tiền lên tầm level 6 đi anh em, để mà tăng tỷ lệ ra tướng 4 vàng, tướng 3 vàng và tướng 2 vàng nữa. Chứ roll level 5 như thế này mình thấy nó không hiệu quả đâu.
Ôi, hôm nay Jesus full tăng à, đồ ác vậy. Mà có form bài thách đấu ở đây mà Jesus full tăng luôn nè. Bè đó chứ, lúc trưởng không mất máu luôn à. Ai à, lúc trưởng không mất máu luôn anh em ơi. Và cái quan trọng nhất á là cái điều khiến mình lo level 6 á là nó liên quan tới con Kayle này nha. Tại vì Kayle là level 1, level 6 và level 9 nha. Nó sẽ mạnh hơn nha mọi người. Được roll lại hai lần nhưng mà nó không ra cho mình bất kỳ một cái vị tướng nào của đề mai xa cả. Buồn thế. Hồi bữa giờ thì mình cũng đã có làm khá là nhiều ý tưởng của mọi người về cái tựa game đó cho chân lý mùa 9 này rồi. Từ tướng 1 vàng, 2 vàng, 3 vàng, 4 vàng và cái 5 vàng nha mọi người. Thì nếu như mọi người chưa xem á thì có thể vào cái phần video để đăng ở trên kênh mình để mình xem nha. Hoặc là lên YouTube á, mọi người search tên là Biosegi cộng kèm với tên meta hoặc là tên thử thách là nó sẽ ra thôi. Tại vì mình thấy có khá là nhiều anh em luôn là bình luận lại những cái ý tưởng á mà mình đã làm rồi. Mà mình đã làm gần đây mà chứ đâu phải là lâu lắm đâu. Như là con Hem G 4 sao nè. Rồi mấy con tướng 3 vàng 2 vàng khác á, mình làm đồ dị như là Kalista 3 cuồng đao nè. Rồi Sona 3 quyền trưởng anh em ơi, rất là nhiều luôn ha. Thì nếu như mọi người search mà chưa thấy một cái ý tưởng nào mà mình chưa làm thì anh em hãy đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Tại vì tất cả bình luận của mọi người á là mình đều đọc được hết cả, từ bình luận khen, chê, góp ý hoặc là đưa ra ý tưởng ha. Thì mỗi lần mình quay video á thì mình cứ đọc bình luận của mọi người thôi. Mình thấy cái nào hợp lý á thì mình lưu lại. Đấy thì mình gọi là nhớ lại thôi. Rồi vào chọn cái nào mà nó ra cho mình thì mình vuốt thôi mọi người à. Tại vì làm ý tưởng nó cũng dựa theo yếu tố nhân phẩm khá là nhiều. Ui, Garen ra nhiều ác hả? Được phết nhờ. Đây, Garen 2 sao luôn. Mình bắt buộc phải chơi chủ thắng nha. Thứ nhất là để mà tiết kiệm máu. Thứ hai á, là có được một cái lượng tiền ổn. Tại vì lúc đầu game á, mà mình không đếm được máu với một cái form bài roll sớm như này á, thì về cuối game sao chơi. Ok, có kiếm nè, có gậy nè, có cung nè. Trang bị đam ra khá là nhiều á, ổn quá anh em ơi, ổn á. Galio 6 con, tuyệt vời, Bobby 6 con luôn nè. Sona 2 sao, AZ tướng 4 vàng ra nhiều chê. Sona nè, Garen nè, hợp lý anh em ơi. Cứ roll xương xương và từ từ thôi, tại vì mình còn phải roll rất là nhiều luôn ở tầm cuối game nữa. Ai, Galio 7 con nha mọi người á. Mình đang muốn lên một cái form bài này 3 sao càng sớm là càng tốt để mà đếp máu. Anh em nghĩ đi, nếu như mà cái form bài của mình đầu game đã roll sớm hơn người ta rất là nhiều rồi mà mình không còn đếp máu được nữa thì vào cuối game sao chơi với những cái form bài tướng 4 và 5 vàng carry khác. Kayle level 6 nó quạt cũng khá là đau á. Con Kayle này là mình nhớ không nhầm là mình đã làm rất là nhiều ý tưởng luôn mà nó rồi á. Như là Kayle 3 cuồng đao nè. Rồi Kayle đi chung với 9 Ionia nè. Rồi Kayle đi chung với mình có form đồ khác cái này em ơi. Khá là nhiều rồi. Thắng nổ này em ơi. Galio đúng châu luôn. Cầm cái quả giáp máu sáng nó hồi máu kìa. Hợp lý liền. Rồi cái lõi thứ ba mới là cái điều quan trọng nè. Lõi kim cương hay không đây? Lõi vàng à. Thôi lấy cái lõi tiền tiền luôn nha mọi người. Nhận 16 vàng và sau 4 vàng nhận thêm 16 vàng nữa. Đây là một cái lượng tiền mình đang rất là còn. Galio 8 con, ngon. Sona 5 con nè. Garen, ây da. Cấn qua này mà Javan 2 sao. Ok, Galio 3 sao, Sona 6 con. Tuyệt vời. Mặc dù hồi nãy ra Garen nhưng mà chịu anh em ơi. Lúc đó là mình đang hết slot và không thể nào mua thêm tướng được nữa. Đây, bây giờ được giải phóng rồi đó. Bây giờ được giải phóng đó, con Garen. Con, con Galio với lại là con Sona nè. Đỡ slot hơn hẳn. Tại vì khi mọi người nuôi tướng 3 sao quá nhiều ở trong cùng một cái đội hình đó thì nó sẽ dẫn tới một cái tình trạng, đó chính là bị full cái hàng chờ. Anh em sẽ không thể nào mà mua được thêm tướng được nữa. Bắt buộc phải hy sinh con này hoặc là con kia thôi. Cái này mình gặp rất là nhiều khi mà chơi ở tầm level 8 á, với một cái form bài siêu nhân. Nếu như mọi người còn nhớ, đây con này chính là con mà lúc đầu game đấm mình nè. Jesus full tăng nè, build đồ dị ác anh em. Nhưng mà bây giờ nó hơi nó khác rồi. Galio kìa, anh em ơi, nó châu kìa, ác chưa? Nó châu ác chưa? Đó. Kayle quạt hồi máu lại nha. Kalista rút phát chết luôn mà, ảo ác. Nhưng mà Kayle. Xồi, dầm ba mấy con thách đấu này. Kayle nó quạt là cũng có 102 đó mọi người. Ôi, Bobby bại.
Ây, cái tay nó nhanh hơn cái não rồi anh em ơi, Bobby ra nhưng mà chưa kịp mua. Rồi nhanh cái tay quá. Mất luôn Bobby rồi. Cay tức nhờ. Ui, hơi bị cay đó anh em ơi. Hơi bị cay đó anh em ơi, Bobby 7 con nè. Ui, lúc 2 sao? Rally, Bobby 8 con. Ok, Bobby 3 sao? Đỡ, đỡ, đỡ. Đỡ cay hơn rồi đó, đỡ. Đỡ cay hơn rất là nhiều luôn rồi đó. Tuyệt vời, Galio, Bobby và Kali 3 sao. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tích tiền và lên tầm level 7 và level 8 nha. Để Ron kiếm Lux, Yavan và Sona. Và cái Garen 3 sao nữa nha mọi người. Mà cũng khá là hơn luôn á, khi mà ở tầm level 6 này mình roll được cả tướng 4 vàng 2 sao, hai con Yavan với lại là Lux. Rất là hơn luôn á. Trời ơi, Kali, Galio nó châu, cặp đôi song sát luôn anh em. Cặp đôi song sát luôn anh em ơi. Ác ác ác. Tại vì khi mà mình làm một cái ý tưởng nào đó là mình phải cần check qua ở tất cả phơm bài của những cái người chơi khác á, để xem thử người ta có chơi chung với mình hay không. Tại vì khi mình làm tướng 4 màu 5 vàng 3 sao nè, hoặc là giác vàng ở phơm bài mà trong cùng một cái tập hệ á, thì nó sẽ rất khá là quan trọng á. Tại vì nếu như mà người ta chơi chung á thì về cuối game, lúc đầu game thì không 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 nói làm gì cả, tại vì lúc đầu game á thì ai cũng chơi tướng 1 hoặc là 2 vàng cả thì roll nó khá là dễ. Còn về cuối game á, nếu như người ta vẫn chơi một cái phơm bài giống như mình đang chơi là thì chắc chắn rồi người ta sẽ chơi lúc chơi gia văn các kiểu. Thì bị giành tướng nó cũng hơi hơi mệt anh em ơi, tướng 4 vàng bị giành tướng thì khó lên được 3 sao lắm. Hầu như là không 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 thế nào luôn nếu như mọi người có Neko thôi. Đây, hai cái giáp máu gấp đôi canh canxi luôn, cái gì nữa. Chuyển đồ qua cho lúc carry nha. Mình nghĩ là tầm này lúc tướng 4 vàng 2 sao cầm luôn được cho ba cái trang bị lớn này thì nó cũng mạnh ác đó. Ước gì từ đây tới cái lúc mà mình lên được tầm level 7 á, thì Garen với lại là Sona nó tự ra cho mình bớt được thêm 2 đến 3 con nữa. Đỡ mất công mình phải roll nha mọi người. Ủa, mới vào lúc cầm vào luôn đó trưởng luôn kìa, ác chiến chưa. Galio cầm ba cái trang bị tăng, tăng không chầu thôi chứ, Bobby 3 sao, tem bạn là các Kalista, Katarina và Zed 2 sao chứ. Nói chung là cũng mạnh nhưng mà Kayle chết rồi em ơi. Galio vẫn sống. Lúc trưởng. Trưởng thằng này qua thằng khác mà. Tuyệt vời, chỗ thắng 5 tròn rồi đó, được thêm 3 vàng tiền lãi mỗi round nha. Sao con Azir này ra cho mình nhiều quá vậy? Ui, được thế nhờ. Roll 2 lần ra 2 Sona luôn anh em. Quá tuyệt vời luôn chứ. Và nốt round này nha, mình được thêm 16 vàng nữa nha mọi người ơi. Thì mình sẽ tích được thêm tới tận là hơn 50 vàng tiền lãi. Thì bắt đầu gọi là vào cái quỹ đạo rồi đó. Và cái quỹ đạo mà tích được thêm 50 vàng tiền lãi, xong rồi dùng cái tiền lãi đó xong rồi lên cấp. Lên cấp xong rồi roll tướng. Nếu như mà hơn á thì sẽ lên được 3 sao, còn nếu như mà xui á thì mình thất bại thôi anh em ơi. Và bắt buộc phải săn thêm một cái tướng khác rồi. Săn một cái chọn khác rồi. Ông này là Noi Zed nè, Gia Van độc lòng cực kỳ căng thẳng nha. Galio vẫn đang rất là tăng luôn á. Châu kinh khủng luôn anh em ơi. Mình để ý là cái trận này anh em chơi Kalista nhiều ác luôn á. Team bạn là có Cybera cầm cung xanh, nó bắn Galio hơi thấm một tí. Và không nổi rồi, chịu chịu. Ê, từ từ. Ây da. Team bạn có quả mà Cybera cầm cung xanh á anh em ơi, nó bắn con Galio thấm quá, chịu không nổi. Ok, 16 vàng nè. Mình đang rất là cần vàng, mình tại sao nó ra cho mình trang bị không vậy? 11 vàng anh em ơi, bú luôn. Bú ngay lập tức luôn. Mỗi lần roll đổi lại là tốn 2 vàng, mình roll 2 lần là tốn 4 vàng. Và mình không có cần phải roll nữa anh em ơi, tại vì càng roll nó là mình càng lỗ. Một lần roll tốn 2 vàng mà rất là nhiều tiền luôn á. Mình thấy lúc carry không ổn cho lắm ha. Chuyển qua Kali carry đi anh em. Thấy Kelly Carry nó vẫn tính hơn á. Thế là mất luôn cái chủ thắng 6 trận rồi. Sao lúc nào mình chủ thắng ở tầm 3, 4 hoặc là 5 trận anh em thì đúng ngập ngập ngay lại công top 1. Cũng đấm mình mất chủ thắng là mất công tích từ đầu game mất tận bây giờ luôn á. Mất 3 lần rồi. Mất 3 lần luôn á anh em. Ây da, xui vậy. Được cái khu giao dịch đó mình cứ tích 4 vòng. Đó, tích 4 vòng thì nó cho mình được một lần roll lại. Khá là sướng.
Mình bây giờ sẽ gặp ông top 5 nè. Ông này là có form bài 7 Surima, nhưng mà quan trọng nhất là con tướng carry 4 vàng của ông đó, vẫn chưa lên được 2 sao thì thôi chứ sao mà chịu nổi nhiệt với cấp form bài của mình đang có đây. Nezus cầm hai cái trang bị tăng, Nezus với lại con IG của ông đó đang đôi này mà có Kassante luôn mà. Cái lây quạt nè. Ông này á thì không có cung xanh, ông này cũng không có... Ê, từ từ. Ê, ok hơn quá em ơi. Từ từ được không? Cái lê không nổi luôn mà, ông này mạnh gì? Đồ hình của mình nó yếu đến như vậy sao anh em? Ok, lên vào 7 nè, hợp lý rồi đó. 7 đề mai xa nha, cái này là phải khác. Ui, được tới nhờ. Level 7 tướng 4 vàng ra tỷ lệ là chỉ có 15% thôi, mà nó roll một phát ra cho mình hai con Javan luôn. Chỗ này mình cảm thấy là roll khá là hơn đó, mình đang khá là tự tin luôn về cái việc mà có thể roll kiếm được một cái form bài đề Masa full 3 sao nha mọi người. Chắc là mình sẽ roll nó tầm level 7 thôi, chứ nếu như mà bây giờ tiếp tục tích tiền và lên level 8 á thì không biết có đủ tiền roll tướng 4 vàng 3 sao không nữa, tại vì còn hai con luôn. Garen Sona chưa 3 mà. Đây, 7 đề mai sẽ nó phải khác anh em ơi, thắng luôn nè. Hợp lý. Ok, 7 đề mai xe thì được 3 trang bị sáng nha mọi người. Móc 3 là được 1 trang bị sáng nè, móc 5 được 2 trang bị sáng, móc 7 là được 3 trang bị sáng, và móc 9 được 5 trang bị sáng nha mọi người. Trời ơi, anh em nghĩ đi, tại vì một cái trang bị sáng nó sẽ tương đương với một cái lõi kim cương. Đấy, tại vì kim trang bị sáng nó mạnh gấp 2 lần hoặc là gấp 2,5 lần so với những cái trang bị bình thường. Và cái quan trọng nhất mọi người đừng quên là cái hệ đề Maesa này á, những cái vị tướng nào mà được gọi là có trang bị sáng á, đứng xung quanh nó nha, nó sẽ được cộng thêm giáp và kháng phép á. Được cộng thêm chỉ số anh em ơi, trâu lắm. Ơ, mình mới gặp bạn ảo ông này xong. Giờ gặp bạn chính nè, ảo vói. Lúc trưởng nè, Gale quạt nè. Galio tăng cơ vẫn rất là tính nha. Nếu như mà đánh giá sức mạnh á, và tướng tăng cơ nha mọi người á, thì tướng 1 vàng mình cho là tướng tăng cơ trâu nhất và hiệu quả nhất á, đó chính là con Irelia. Tướng 2 vàng á là con Galio nha, trâu ác luôn anh em mà. Còn tướng 4 vàng á mình nghĩ là con Sen á, con Sen tăng rất là trâu, rất là hiệu quả luôn. Còn tướng 3 vàng thì mình không chắc ở đây mọi người. 3 vàng thì mình không biết chắc con nào 3 vàng là tăng cơ mạnh nhất cả. Hành xui à. 4 vàng không có con gia van hoặc là con lúc cơ, chứ nếu như mà có là mình bú luôn rồi đó. Và nếu như mọi người có bất kỳ một cái góp ý gì và cách mình bình luận chơi game hoặc làm video á, mọi người hãy đừng quên góp ý cho mình ở phía dưới nha. Và mọi người xem nó hay á, hãy để lại cho mình một cái like và đăng ký kênh, động lực siêu lớn luôn để mình có thể tiếp tục ra những video chất lượng hơn mỗi ngày nha. Ronald, Sona 3 đi. Ui, Gia Văn ra đúng dễ luôn anh em ơi. Đại dối Sona 3. Ê, cái trận này Ron đúng hơn luôn anh em ơi. Ron phát con. Thôi thôi, Sona lỡ 3 rồi á, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tích tiền lên level 8 nha. Tại vì tỷ lệ Ron tướng 4 vàng và tướng... nhầm đúng rồi. Tỷ lệ Ron tướng 4 vàng ở level 7 và level 8 á, nó là một cái sự khác biệt luôn á, thật. Nó là một cái sự khác biệt luôn anh em. Giờ bạn ụp lòng nè, làm chó cái tên bạn nè. Yasuo full tăng, ông không đổi đồ luôn mà. Hắn nổ ông trời. Được anh em, được anh em ơi. Mãi số. Cây lê này mà muốn mạnh nhất thì phải lên được level 9 thôi. Mà chắc chắn luôn là cái chọn này thì mình không có thể nào mà đủ tiền lên level 9 được rồi, khó. Ok, cứ mỗi round được thêm một con Garen là rất là ổn luôn đó em. Cứ round sau đường con nữa là Garen 3 sao, là không có cần phải lo lắng vào cái vấn đề tướng 3 tiền 3 sao nữa. Mình có thể hoàn toàn tự tin lên level 8 á, và bắt đầu roll kiếm tướng 4 vàng 3 sao là lúc với lại là Yavan nha. Nếu như mọi người chưa biết á, thì hồi tầm mùa 6, mùa 7 hoặc là mùa 4, mùa 5 này đó, thì mình rất là hay làm luôn những cái ý tưởng như là dắt vàng full 3 sao các form bài như thế này. Tại vì lúc đó
Tại vì lúc mùa 3, mùa 4, mùa 5 gì đó mọi người thì nó chưa có lõi. Ý tưởng làm thử thách đồ gì nó sẽ khá là hạn chế luôn á. Melee quạt, ông này Nazareth 2 sao tăng trâu ấy. Liệu Gadio của mình có tăng được hơn hay không đây? Sona trưởng nè. Ui, Gadio trâu phết nhờ. Ôi, what the hell, nó chưa đi luôn á nè em. Nó tăng từ đầu tới cuối game luôn á nha, và nó chưa đi luôn. Nó vẫn còn sống mọi người ơi. Đây rồi, đúng rồi, đây. Đúng như mình đã nói, cứ một rail á, ra cho mình được một cái vị tướng Garen là rất ok. Không có cần phải làm gì cả. Hồi nãy mình nói nhầm anh em ơi, mùa 6, mùa 7 thì mình không có làm nhiều về thử thách nhất vàng, mà mùa cái hệ mà siêu phẩm gì đó, cái hệ siêu phẩm Ire đó. Đấy, mùa 2 nè, mùa 3, mùa 4 với lại là mùa 5 á, thì những cái mùa đó mình làm rất là nhiều luôn về những cái ý tưởng như là nhất vàng full một cái form bài tướng 3 sao hoặc là một tộc hệ đó. Tại vì mùa đó nó không có lõi anh em ơi, nên khi mà làm ý tưởng thử thách đồ dị á, hoặc là làm mà săn ý tưởng á, thật sự rất là hạn chế luôn. Còn ở mùa 6 trở lên á, ui, bắt đầu có lõi nha. Đó, cái đó siêu phẩm càng ngày nó càng nhiều, và làm ý tưởng á, nó cũng nhiều hơn rất là. Ê, được nha, được nha. Chưa lên level 8, nhưng mà lúc ra thêm con nữa rồi. Lắp cái lóc luôn đi. Lúc đầu game này mình không có muốn sử dụng cho lắm, nhưng mà về cuối game rồi lại tiếp tục gặp cái ông này. Ông này là một cái phơm bài Yukon đi chung với thích khách carry. Sona 3 sao cầm 3 trang bị lớn, trưởng cũng rất là ác nha anh em ơi. Lúc trưởng nè, con lúc nó bị Sona cướp đồ ánh sáng rồi, mà Kayle trang bị ra rất là đẹp. Trời, anh em nhìn cái quả Galio thì có nhìn chán không? Nhìn cái quả Galio có nhìn chán không? Đó là lý do tại vì sao mình nói là con tướng Galio tướng 2 vàng này mình đánh giá là một cái vị tướng 2 vàng 3 sao tăng cơ rất là châu luôn, hoặc là châu nhất luôn á ở cái dàn tướng 2 tiền nha mọi người. Nó có thể so sánh với tướng 4 vàng luôn á chứ. Châu ác. Ronald. Lúc tiếp nè. Ui, anh em xem kìa. Cái này anh em nói không hơn nữa thì thôi chứ. Cái này là quá hơn luôn á mọi người á. Mình thề với mọi người luôn á, Ron tướng 4 vàng chưa bao giờ là dễ đến như vậy. Nếu như mà cái chọn này nó ra cho mình cái lõi thứ hai hoặc là cái lõi thứ một á, là vé trúng thưởng nè, hoặc là những cái lõi nó cho mình thêm 50 vàng hoặc là các kiểu nhiều hơn như vậy nữa, hoặc là những cái lõi mà roll các kiểu á em ơi, thì thôi chứ nó còn dễ hơn nữa. Đây là combo hai lõi vàng và một lõi bạc nha anh em, lõi bạc đó. Mà chọn này là mình đang có tỷ lệ rất là cao có thể làm được á. Ok, hất tung được hai Yavan mà anh em ơi, bây giờ nó vàng nó làm chó rồi thôi, cho team bạn sao mà thở được. Thở oxy gấp, xịp cho team bạn một cái bình oxy. Con Galio nó tăng ác thiệt. Chỗ bóp dép. Kinh khủng. Ron. Không ra rồi, bắt đầu xui rồi đó. Garen 3, ổn áp. Rồi, bây giờ mình chỉ còn quan tâm đó, đó chính là Ron Luk và Ron Yavan thôi. Yavan đang là 6 con, Luk đang là 7 con. Và ba ông top 2, top 3 và top 4 đó, đang không có bất kỳ ai giành tướng 4 vàng của mình đang chơi cả. Nên nếu như mà hơn nó nha thì vẫn lên được. Bây giờ là Ron đi chợ 6 chấm nè. Đấy, nếu như mà hơn nó thì mình lượm được thêm con Yavan hoặc là con Luk. Và đi chợ và đánh quái 6 chấm nữa, nếu như mà hơn nữa thì nó rớt ra cho mình thêm một cái Neko nữa em ơi, thì quá tuyệt vời. Rồi, ông này lúc đầu game là đấm mình được chứ bây giờ đấm mình sao nổi. Đấm mình sao nổi bạn ơi. Nizot nói chung là cũng trâu, nhưng mà lúc của mình có gì khổng lồ, Kayle của mình cầm cái trang bị như thế này thì khó cho thêm bạn rồi. Với lại là mình cũng còn đang khá là nhiều máu nha, 62 máu thì mình có thể chấp được thêm vài rail quá. Tướng 4 vàng có gì đây, không có Yavan và Luke rồi em ơi. Sen với lại là Jerry. Garen của mình vừa được 3 sao thì nó lại ra, cay thế. Ok, lấy găng bóc đồ nha. Với một cái phơm bài mà có quá là nhiều tướng 3 sao, anh em đang phân vân không biết nên lắp đồ cho con nào, thì găng bóc đồ sẽ là một cái sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời luôn. Lúc nào Yavan nào, Bli
lúc 8 con mọi người ơi. Giao van được không? Có không? Không ra à? Ui, lúc 3 sao rồi nè. Ok, bây giờ chỉ còn mỗi con Giao van thôi anh em ơi. Chỉ còn mỗi con Giao van thôi. Và mình đang còn khá là nhiều vàng luôn á nha. Ê, trận này có thể lên được anh em ơi. Được rồi. Ổn mát phết đấy. Ây, giờ lúc 3 sao thua kiểu nào nữa. Lúc cái trưởng nè. Một phát, hai phát. Ok, tiếp mana tiếp anh em ơi. Chữ tiếp. Một phát, hai phát, ba phát, bốn phát. Ây da. Tiếp mana tiếp trưởng. Ôi, lên được lúc 3 sao như thế này thì mình nhắm mắt đi ngủ cũng thắng được nữa. Chơi bời gì nữa anh em. Có giờ vào này không? Ủa, giờ van 7 con nha. Ủa, giờ van 8 con nha mọi người ơi. Từ từ. Một con cuối. Một con cuối thì mình sẽ hoàn thành được cái siêu phẩm này. Giác vàng full cái form bài để mê xa. Từ tướng 1 vàng, 2 vàng, 3 vàng. Và cái tướng 4 vàng nha. Con cuối mà. Bli. Ây da. Nó lừa mình rồi anh em ơi. Chấp đi. Không chấp là bạn đi luôn đó. Phải chấp nha, bắt buộc là phải chấp nha. Mình đang để Kayle 3, Garen 3 với lại là Galio 3 vào. Không biết có thua được không ta. Chắc thua anh em ơi, tại vì team bạn của nó không phải là yếu đâu. Có Kata 3 sao kìa, trang bị ra cũng rất là chuẩn. Mình muốn thua nhưng mà thua cũng sương sương thôi anh em ơi. Mình cũng muốn chấp thêm nhiều round nữa để tránh cái trường hợp đó là mình round sau không lên được Yavan 3 thì mình vẫn còn nhiều máu để mình chấp tiếp nha. Đấy, thua quá đẹp luôn. Đó, thua có ba con này thì vẫn còn khá là nhiều máu. Hợp lý. Rồi, nốt cái round này, mình sẽ tiếp tục roll tiếp nha. Rồi, sắp hoàn thành siêu phẩm đó mọi người ơi. Và nếu như ở trong hè này á, mọi người đang tìm kiếm một cái cửa hàng nào đó mà đã bán đồ độc lạ Bình Dương, thật sự là chất lượng và độc quyền luôn mà không có đụng hàng, thì hãy đừng quên ghé qua cửa hàng Bình Dương Store của mình nha. Đảm bảo luôn á, sẽ không làm mọi người thất vọng. Tại vì mình hứa luôn với mọi người là mình bán chất lượng, không bán sản phẩm nha. Và bên cửa hàng mình thì mình tự tin nhất về chất lượng trên từng sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng như là chế độ bảo hành từ trước và sau khi mọi người mua hàng. Anh em cứ an tâm trải nghiệm sản phẩm của bên mình. Đây, Ronaldo kiếm giờ vàng đầy rồi, giờ vàng 3 sao siêu phẩm ở đây chứ đâu nữa anh em ơi. Full một cái form bài để mai sao 3 sao nha, tuyệt vời chưa. Và anh em ơi đừng quên nha, khi mà mọi người mua sản phẩm ở bên cửa hàng của mình còn được tặng thêm quà móc khóa đó cho chân lý. Cứ một sản phẩm mọi người mua và một đơn hàng mọi người mua thì được tặng kèm theo móc khóa nha. Anh em cứ vào mua hàng thôi, chọn kèm móc khóa mọi người muốn tặng là được rồi. Và nếu như mọi người muốn mua combo móc khóa thì mình đang có tặng gần 20 combo móc khóa khác nhau để cho mọi người có thể lựa chọn nha. Anh em vào đó lựa chọn thoải mái luôn. Móc khóa thì có tặng gần 20 mẫu khác nhau mà. Đẹp lắm anh em ơi. Anh em có thể bấm cái link của mình có để dưới phần mô tả bình và phần bình luận đó nha. Cái này thì thắng là quá đơn giản rồi anh em ơi, không cần phải bình luận gì nhiều nữa. Trời ơi, ông kia như thế nào? Ơ, ông kia thua các bạn ạ. Trời ơi, quẩy được có một round anh em ơi, tiếc quá. Ok, vậy GG tất cả mọi người nha. Bye bye. Tất cả mọi người nha, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người mua hàng tại trang web biosagistore.com nha. Một cửa hàng thời trang của mình đang có. Thì mọi người cứ bấm vào cái link của mình có để ở dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận. Anh em cứ kéo xuống dưới nè, đó. Mọi người thích mẫu nào thì có thể lựa chọn như là áo thun dây chuyền nè, rồi áo thun in hai mặt nè, áo tăng tốc wash long nha mọi người, áo wash long, áo sơ mi cũng như là rất là nhiều những mẫu áo độc lạ và độc quyền ở trên thị trường luôn. Anh em sẽ không kiếm được ở bất kỳ đâu cả. Giả bộ như mình thích cái mẫu này đi đúng không, tại vì nó quá đẹp mà, in cả hai mặt rồi có cả hình Naruto các kiểu nè mọi người, và hình này là in lụa mát lắm. Đây, mình bấm vào đúng không, mình có thể xem thông tin sản phẩm như là mặt trước của áo nè, mặt sau của áo nè, độ rộng size áo các kiểu nha mọi người, rồi chất liệu đường may màu sắc nè. Đấy, mọi người thích đúng không thì chọn size nha. Ở đây nè, đó mọi người chọn size M, size L, XL này, mình chọn một cái size L nha. Mình bấm thêm vào giỏ hàng. Mọi người mà thích mua nữa thì có thể thoát ra tiếp tục lựa sản phẩm và mua tiếp. Còn không thì mọi người bấm thanh toán nha. Và sau khi đã vào đây rồi mọi người sẽ còn được thêm một cái phần quà tự chọn nữa nha. Cảm ơn bạn đã mua hàng của B&U Store. Mình xin tặng bạn một quà miễn phí. Hãy chọn ở đây này nha. Mọi người bấm vào đây. Đấy.
nó sẽ hiện ra những cái phần quà móc khóa tự chọn cho mọi người và là hoàn toàn miễn phí, với một đơn bất kỳ mọi người mua thì được tặng thêm. Anh em cứ mua một đơn bấm vào đây chọn quà thôi. Giờ mà mình thích cái mẫu A-Chot này đẹp quá em ơi, tại vì nó mới ra mà, mình bấm thêm này, thêm quà này và giỏ hàng nha. Đấy, là nó sẽ tự thêm rồi đó. Và tối đa một đơn hàng được chọn một phần quà nha mọi người. Mọi người chỉ cần điền thêm thông tin, đó chính là họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, cũng như là thông tin bổ sung giả bộ mọi người muốn giao hàng vào lúc nào, thời gian nào, cũng như là cái gì ha. Và khi mọi người mua thì sẽ có hai hình thức thanh toán. Một là chuyển khoản ngân hàng nha, anh em bấm thanh toán xong rồi chuyển khoản trực tiếp qua cho mình luôn là ok. Hai là thanh toán khi nhận hàng nha. Về điều kiện ở đây nè, mọi người có thể đọc kỹ hơn và nếu như trong lúc mọi người mua đang phân vân không biết nên chọn size gì, nếu như mọi người muốn tư vấn size phù hợp thêm thì có thể bấm vào chữ chat ở phía dưới này nha. Đấy là chat trực tiếp qua fanpage của mình nha mọi người, thì sẽ có nhân viên của mình trực 24/7 luôn để tư vấn cho mọi người một cách chuẩn xác nhất về size số nha, mặc cho nó thoải mái anh em ơi. Và đó là tổng quan quá trình mua hàng tại cửa hàng biusagistore.com nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này và bye bye.